với đại đô thị Vinhome Ocean Park. Trong video ngày hôm nay, Danh Hùng và Mộc Miên sẽ gửi đến quý vị những thông tin chi tiết và hình ảnh chân thực về loại hình căn hộ một phòng ngủ tại phân khu Sapphire 1. Ngay bây giờ hãy cùng khám phá nhé. Đây là dòng căn hộ có một phòng ngủ với diện tích từ 37,7 đến 48,1 m², bao gồm một phòng ngủ chính, không gian phòng khách và bếp, một phòng vệ sinh cùng một lô gia. Loại hình căn hộ này sở hữu diện tích vừa phải, giá cả hợp lý, thích hợp với những người độc thân hoặc những đôi vợ chồng chưa có nhiều tích lũy tài chính. Còn về những người cao tuổi muốn tìm một nơi để an dưỡng, nghỉ ngơi thì căn hộ một phòng ngủ cũng rất lý tưởng. Bên cạnh đó, căn hộ này còn có tính thanh khoản cao, phù hợp để cho các nhà đầu tư có thể cho thuê và sinh lời. Khi mà sống tại đây thì cư dân có thể sử dụng tất cả các tiện ích nổi bật của dự án Vinhome Ocean Park, như hồ điều hòa trung tâm, biển hồ nước mặn nhân tạo và các dịch vụ của vũ trụ kim cương, dịch vụ quản lý Vinhome, trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường học phổ thông liên cấp Vinschool, đại học VinUni, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và tiện nghi cho cộng đồng cư dân thông minh. Mặt khác, đây là một không gian sống năng động, hiện đại với những đặc quyền riêng biệt dành cho cộng đồng cư dân khi sở hữu những dịch vụ tiện ích nội khu all-in-one như mua sắm, giải trí hay tập luyện với các hệ thống sân tập thể thao liên hoàn, khu vực vườn dưỡng sinh mang đến nhiều hạng mục phong phú, đa dạng các mặt hàng cho cư dân. Điểm đặc biệt nhất là khi sở hữu căn hộ tại đây là vị trí của phân khu Sapphire 1, cũng là tâm điểm kết nối thuận tiện với các tuyến cầu đường, và đây còn là một phân khu duy nhất sở hữu tầm nhìn panorama, kiến tạo không gian sống mang hơi thở đại dương có 102 cho cư dân. Ngay khi bước vào đây, Mộc Miên sẽ cảm thấy một không gian gọn gàng và vô cùng thoáng đãng. Mỗi một mét vuông trong căn hộ đều được tối ưu, mang đến một trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân. Căn hộ có cửa sổ kính lớn giúp cho gia chủ có thể đón được ánh sáng tự nhiên và khí trời thoáng mát. Tại đây thì quý vị có thể bài trí một bộ sofa cùng với bàn trà và kệ tủ, và phía đối diện sẽ là tivi. Còn phía bên này thì Miên nghĩ rằng chúng ta nên đặt một bộ bàn ăn gần với khu vực bếp, vừa giúp tối đa diện tích, vừa giúp gắn kết các thành viên trong gia đình nữa. Đối với phòng ngủ của căn hộ, quý vị có thể kết nối với bên ngoài thông qua cửa sổ có kính an toàn và hệ thống khung nhôm sơn bích điện. Ngay phía đối diện phòng ngủ là khu vực nhà vệ sinh, đã được trang bị sẵn những thiết bị vệ sinh thiết yếu từ những thương hiệu uy tín. Bên cạnh những không gian sinh hoạt trên, mỗi căn hộ dòng một phòng ngủ đều có trang bị thêm một lô gia, nơi quý vị có thể sử dụng để giặt và phơi quần áo. Căn hộ một phòng ngủ được bàn giao theo tiêu chuẩn Sapphire của chủ đầu tư Vinhome, bao gồm sàn lát gạch ceramic, riêng phòng ngủ được lát sàn gỗ công nghiệp, chân thạch cao, điều hòa multi hai chiều treo tường, cửa sổ có kính an toàn và khung nhôm sơn tĩnh điện, cửa đi chính và ngăn phòng dùng gỗ công nghiệp chống cháy. Các thiết bị vệ sinh được trang bị đầy đủ, tường phòng tắm lát gạch ceramic, hệ thống intercom bao gồm chuông cửa kết nối xuống tầng 1 và tầng hầm, mang đến cho quý vị một không gian sống năng động, hiện đại, thoải mái. Khi sở hữu căn hộ ở đây, khách hàng có thể thưởng thức 4 tầm view tiêu biểu của tòa nhà như trường học theo tiêu chuẩn quốc tế Vinschool tại hướng Bắc, hay khu vườn xanh mát cùng với các tiện ích nội khu như các sân chơi trẻ em khi nhìn ra từ ban công hướng Nam. Còn tại hướng Đông, khách hàng có thể chiêm ngưỡng công viên ánh sáng với những cây bồ công anh nhân tạo độc đáo và cả ngã tư giao lộ nữa. Ngoài ra, quý vị có thể hưởng trọn vẹn cảnh quan góc đường cùng nhà để xe cao tầng đầy màu sắc tại hướng Tây. Những căn hộ thuộc tòa S103 theo hướng Đông tạo ra không gian sống bên trong rất dễ chịu vào mùa hè và tránh được một phần không khí lạnh vào mùa đông. Vì đây là hướng mặt trời mọc nên căn hộ có ban công hướng Đông sẽ mang lại cho gia chủ lợi ích về mặt ánh sáng rất lớn, đặc biệt là ánh sáng ban mai nhẹ nhàng, khoan khoái. Khi lựa chọn căn hộ, bên cạnh các yếu tố về không gian, khách hàng còn đặc biệt quan tâm đến phong thủy vì yếu tố này có thể ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và tài lộc của cả gia đình. Cụ thể, theo quan niệm, hướng Đông là hướng mặt trời mọc, ánh sáng tự nhiên chiếu vào tượng trưng cho niềm tin, sự nhiệt huyết, lý tưởng và niềm hy vọng của con người. Có một căn hộ hướng Đông hợp phong thủy sẽ giúp các thành viên trong gia đình yêu thương lẫn nhau, đoàn kết và giúp đỡ nhau, xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc cùng với công việc và sự nghiệp thuận lợi. Trong ngũ hành, hướng Đông ứng với hành mộc, do vậy được lợi nhiều nhất khi lựa chọn an cư tại đây là những người có bản mệnh mộc và hai mối quan hệ tương sinh với mệnh mộc là bản mệnh thủy và hỏa. Bên cạnh đó, để tránh những dòng năng lượng không tốt, gia chủ cũng không nên trồng những loại cây có tán rộng sẽ chắn hết ánh sáng và gió trời vào nhà.
Điều này dễ gây ra những tác động không tốt với sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới tài lộc của mọi thành viên trong gia đình. Thay vì đó, các gia chủ nên tận dụng lợi thế ban công nhận được nhiều ánh nắng vào buổi sáng và trồng những loại cây lâu năm như cây phát tài, kim tiền, kim ngân, thiết mộc lan. Đặc biệt, những loại cây này còn mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp về mặt phong thủy. Trong quá trình lựa chọn nội thất và các vật dụng trong nhà, gia chủ cần ưu tiên những màu sắc hợp mệnh như màu xanh lá, màu xanh biển và nên tránh sử dụng màu trắng, màu bạc hay màu ánh kim để mang lại sự cân bằng trong phong thủy. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video clip của ngày hôm nay. Để biết thêm những thông tin chi tiết về các loại hình căn hộ khác, quý vị hãy truy cập vào đường link online.vinhome.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!